Hôm nay mùng 8 tháng 3, chị em chẳng lẽ chỉ ra với vào, thôi thì phát động phong trào, vùng lên một phát lại vào với ra. Hôm nay mùng 8 tháng 3, trước tiên ta chúc phe ta đã nào, các nàng sức khỏe dồi dào, tươi như hoa đào gặp tiết trời xuân. Mua sắm chả phải phân vân, tiền nong rủng rỉnh cứ cần là chi. Mày dâu chiều chuộng cực kỳ, nâng khăn sửa váy mê ly cả đời. Các con nhất mực nghe lời, bạn bè yêu quý, người người ngợi ca. Càng già càng lại trẻ ra, chả thì nhan sắc vẫn là hoa khôi. Nguyễn Thơm xin chúc tất cả các bà, các mẹ, các chị em một ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc và nhận được nhiều quà.